không thể nào chờ đợi hơn được nữa nha. Người duyên dáng, người dễ thương và đáng yêu, một tràng tay cho Minh Dự và Nhã Bảo. Mọi màn này đó, mọi người có thể thấy chứ mà thấy Minh Dự trên YouTube á, là áo bà ba hay bắt đầm hay tóc giả gái ở trên TV là phụ nữ thôi, chứ đây là nó không có ngày cưới vậy tại đây luôn. Có ai muốn cưới Minh Dự nha? Nãy giờ các bạn vô đây địa được mấy anh rồi nè, lát anh về đi thôi, đang ở lại rồi. Đông quá, đông quá mình chặt. Dạ tặng bông em hả? Trời ơi, tiệm cũng đồng nam mới có chồng vậy. Sao quá mà bây giờ dạ? Gu em là gu gì? Gu em vậy đó. Gu em vậy mùa nhà nó đỡ lắm. Dạ. Dạ bây giờ đông quá, đông mấy anh em quá mà mình chào ngắn còn đâu có được anh. Mình chào dài thòn chút xíu đi. Dạ, chào bà con trong họ, xin chào trẻ nhỏ, tới người già, xin chào người 43, tới người sung sướng, xin chào người làm thuê phúc mướn, tới người làm chủ công ty, xin chào người đã du nguyên, tới người còn cô độc, xin chào người còn đi học, tới người đã thành danh, xin chào người tài năng, tới người nho nhã, xin chào người xa lạ, tới người đã gặp nhiều lần, xin chào từ ngoài sân, xin chào người sân khấu, xin chào người đầu gấu, tới người hình lành, nói chung người xung quanh cũng xin chào nha hết. Xuất sắc, em ơi, bây giờ nhiệm vụ của em, công việc của em sẽ làm cho mọi người thật là vui. Dạ, cái năm này anh phải chạy bên ca hai đó. Dạ, nó hết ca sĩ rồi. Dạ, anh đi hát đi, đi học đi nhiều ca dữ lắm. Rồi mai anh thương qua bên kia phục vụ hát đó, hát chùa mà chạy vậy đó. Dạ. À, mọi người nha. Dạ. À, chúc sức khỏe các sếp, các giám thị và các quản giáo trên một năm mới thật nhiều sức khỏe, ca thịnh vượng và các anh em nhanh chóng và sáng năm cũng quay lại đây hát. Tôi không muốn nhìn thấy mọi người nữa, thì mọi người phải về nhà. Dạ, cảm ơn Hưng. Dạ, vô đây là cái em vô đem trốn nợ đó nha. Cái mày vô nợ nó dí em quá. Không biết nó có dí theo kịp em không nữa. Mình nó đi rồi đó. Dạ, anh chủ nợ em mà. Anh làm chủ một đời em mới vô. Sao quá? Anh chồng có sủa quá vậy trời. Ai đang hồn quá chẳng biết nữa. Tôi còn sống chứ, đợi gặp đi tôi mới đi. Không, mấy hỏi giờ mình sống sao? Lúc này sống cũng ổn. Ổn không? Ổn. Vậy hả? Dạ mà thấy bạn lên TV nhiều quá vậy. Ừ, cũng đi lên dẫn đi tham gia game show kiếm tiền á. Giới thiệu mình tham gia game show chứ. Rồi các người tham gia game show mà. Dạo này mình cũng làm ca sĩ đó. Biết ca hát gì không? Trời game show. Trời đất ơi, biết ca hát, biết ca sĩ mà. Ca sĩ hả? Mà không lấy tên Việt Nam, lấy tên Hàn Quốc. Tên Hàn Quốc? Hàn Quốc ba chữ. Mà ba chữ? Ba chữ. Ulimino, bên phường, chắc chim bưng, chuyện nhỏ. Trang Sông Thúc hả? Trời ơi, cái tên luôn, Trang Sông Thúc. Trang Sông Thúc là cái đó tu canh mà. Trời ơi. Không nghe gì đâu. Là bên gì? Trang Sông Thúc là cái bằng xanh của Đại Dương. Hay là mày ứng xử được cái đẹp đẽ đâu, duyên dáng rồi đó. Thử đi. Thử hả? Mày nói nghe. Hả? Mấy bữa tôi có mượn tiền của bạn. Ờ đúng rồi, chắc mới nhớ. Tại lúc tôi mới lãnh lương qua tôi trả vì tôi xài hết nẻ nó rồi. Mày thiếu tiền nhất mà cái mày nói cô biết mày chết bốn năm mũi mày quên. Quên hết mượn tiền ai yêu chứ bộ. Mày quên khôn à. Lúc này còn ở quê không? Ngoài chỗ mới rồi. Chỗ mới rồi hả? Ờ. Ở đâu? Gần chỗ cũ á. Hát thử đoán thử đâu nha. Ừ. Nghe bên Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Lại giờ qua Cần Thơ. Nói vui đời bờ sông Hậu Giang. Ở Hậu Giang. Sóc Trăng đón chờ. Qua Sóc Trăng. Nghe lời đáo cô đàn bạc bánh ngon. Mua dùng em bánh tráng Tây Ninh. À, là bây giờ qua bên Tây Ninh. À, ở Đồng Nai. Cô điên hả? Tháng nào lao hát một đi hát đi phượt vậy đó. Không muốn ở đâu mà ở mà
tôi vậy? Giờ xuống Đồng Nai hả? Qua Đồng Nai rồi. Mấy bữa tôi xuống kiếm bạn, bà đâu có thấy giờ xuống Đồng Nai chơi hả? Đồng Nai. Nó nghe bây giờ lên TV rồi anh nói sao khán giả thương mình chứ phải hát là xong đâu. Anh nói xong. Bây giờ ví dụ mình bước ra mình chúc Tết, ta chúc bằng thơ văn đồ đàng hoàng, hiểu không? À chúc Tết không? Đúng rồi. Đó, bây giờ mình nhân dịp năm mới chúc Tết nha. Ừ. Dạ, nhân dịp năm mới xin kính chúc các cán bộ và gia đình thật là nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc. Chúc các anh ở đây thật là nhiều sức khỏe và sớm trở về với gia đình. Bởi vì bên ngoài luôn luôn có người đang chờ mình trở về. Chào các anh nha. Anh em cũng thật đó. Vậy hả? Ừ. Vô đi ở với ảnh cho vui. Ôi, không có chờ mấy anh về với tôi. Nói nghe, chút vậy dư xong trong dịch TV phải làm thơ, người ta mới tin tưởng mình. Làm thơ sao? Giờ tôi nói câu, ông đói lẹt câu chịu không? Nói đáp thơ văn ha. Đúng rồi. Chơi đi, chơi đi. Thơ văn bụng phải không? Không bụng mà. Rồi câu đầu tiên. Rồi. Chim quyên ăn trái nhãn lòng. Chim quyên ăn trái nhãn lòng. Thương em dù biết em mấy chồng cũng thương. Chịu mà tiếp. Má ơi đừng gả con xa. Má ơi đừng gả con xa. Gả qua bên Mỹ với Obama được rồi. Lấy mà lấy khôn quá vậy. Lấy cỡ đó mới lấy. Tiếp. Tiếp. Buồn nào rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào. Tiếp nè. Thu đi để lại lá vàng. Thu đi để lại lá vàng. Anh đi để lại cho nàng thành cu. Rồi mùa thu nói tiếp mùa thu thì thằng cu nói tiếp thằng cu ra đời. Hai đứa đủ rồi. Hai đứa đủ rồi. Tiếp nè. Tiếp này. Đố ai nằm giọng không đưa. Trời ơi. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Nó thơ khó chứ cha. Lẹ lẹ đi không có thời gian. Nằm giọng không cho đưa hả? Đúng. Đố ai nằm giọng không đưa. Ừ. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Đúng. Người chết nằm giọng không đưa. Người đuôi gặp lại người xưa không nhìn. Tôi hỏi bạn thêm một hai câu nữa chơi chơi thôi. Đố hả, đố hả? Liên quan đến Tết nhất rồi đó. Rồi, đố đi. Thí dụ mà con chó đen ta kêu là con chó gì? Chó mực. Con gà đen kêu là con gà gì? Gà ô. À, thí dụ con mèo đen kêu là con mèo gì? Mèo muôn. Là con heo đen kêu là con heo gì? Heo ô. Bảy. Heo muôn. Không đúng. Heo mực. Sai. Heo gì? Heo chuột, heo bích. Ta nhất không chơi quýnh bài à. Mà chơi mất dạy ấy. À. Đố. Bây giờ chơi tiếp câu là thí dụ trong cái đám đó đó, heo đen là heo chuồng, heo bích vậy, con heo đỏ là con heo gì? Heo rô, heo cơm. Bậy, heo quay. Có đi ăn tiệc không? Sao này mua láo nha. Trời chơi vậy mới chơi chứ. Giờ bạn đố con heo không? Ờ. Bạn đố là bạn con cá nè. Cá gì? Đố bạn con cá gì sáu chân. Cá... con cá sấu. Sai. Con cá ngựa. Sai. Con cá heo. Sai. Con cá gì sáu chân. Cá hộp ba con gái. Ba bà là sáu cái chân, đâu có thiếu cái chân nào. Đố tào lao. Mình tưởng bạn bạn nói cá khô. Bậy đi. Nói nghe, bây giờ qua cái vụ mà ứng xử rồi đúng không? Đúng không nữa. Ủa còn con đây hả? Bây giờ biết cá khô không? Biết. Cá mà phơi khô là khô đúng không? Đúng rồi. Đố bạn con cá gì càng phơi càng ướt. Cá gì mà càng phơi càng ướt? Vậy mới hay nhá. Không biết. Cá nước lụt. Là gì? Cùng nước đá. Ủa này tào lao. Nó có nắng rồi nó mới ướt à. Rồi bây giờ biết cái hát thì làm luôn một lần đi. Lan mà đẹp. Lan mà đẹp. Hát hải lương đi. Hát đẹp. Hát không quan tỉnh được đi không ra. Hát đẹp. Điệp ơi là tôi điệp chú cùng chú tầm. Không, trong hải lương hát không hay. Chứ sao? Từ tay lên thương mà thương dữ hơn. Hát hát đi. À, lan tôi điệp nhiều lắm hả? Đúng rồi. Vô cùng chú tầm nó chưa đầy đủ mấy gì. Chưa đầy đủ. Điệp ơi lắm tương điệp vô bóng vô bờ. Cũng chưa hay luôn. Đổi cái thưởng hát. Gì cười dữ vậy. Vô cùng cái tầm không được. Anh đồng ý là phải đổi chữ. Vô hết cái bờ thì vô thì vô được luôn. Đúng rồi. Không lo cái điệp nói không lo là khó quá trời. Đổi cái là mọi thứ gì vô chạy thì có. Không thấy vô bóng vô bờ không đủ vô chạy phải là thương nhau. Trời ơi. Tao cứ hát lại nha. Hát lại đi. Điệp ơi lắm tương điệp vô. Vô đâu? Đất. Vô một cái nó có mùi liền. Ôi vậy? Tự nhiên cái tính vô địch. Vô địch mà không mà.
mình hát một ca sĩ một giọng hát là chuyện bình thường à. Một mình hát giọng các ca sĩ nổi tiếng luôn, nháy giọng được luôn. Đầu tiên mình hát cho bạn nghe giọng của năm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Rồi anh mới vừa đi luôn á. Tôi là làm với trên phiên bản sắp đi. Đâu làm coi. Không cắt Mr. Đàm nha. Mr. Đàm. Sarah 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 Bác thương quá. Ê khoan. Vì có sông mẹ. Tôi nhìn qua cái video xuống mặt anh kia. Mẹ thương. What hiểu mẹ thương con vì con sống ba cả nhà ta thương nhau nhớ xa là nhiều là nhau là người Đàm Vĩnh Hưng nghe hả? Còn làm được ai nữa không? Tiếp theo Đàm Vĩnh Hưng song ca với Hồng Ngọc. Song ca Hồng Ngọc hai người luôn. Đâu Đàm Vĩnh Hưng nhất nha, được chưa? 15 tháng 10 số là bạn được tôi khắc trong tim thoáng ngơ. Trời ơi giống vậy. Không ngọc. Heo nghe xe anh thang. Để nghe nghe sắc xa. Hãy nghe, hãy nghe có. Biết nghe hả sáng khỏi mà anh đành cái đứt rồi. Hai người lông cẩu à. Tiếp một tiếp theo. Giọng cao của nữ ca sĩ Phương Thanh. Phương Thanh. Bạn cái Phương Thanh đứng với tướng cho Phương Thanh. Tướng sao? Trước tiên là tướng đứng cho Phương Thanh nha. Tướng sao? Mày đây. Tôi kêu anh bắt anh lâu giờ. Con bắt tôi. Tướng vô cô cũng đánh là vậy. Con cắt gì Phương Thanh mà. Tay cái tướng như thanh gọn. À. Mà tướng cũng nói Phương Thanh đê chứ. Tướng là Phương Thanh, tướng này tràn TV yêu chứ Phương Thanh đê. Hát cho Phương Thanh, cạnh video với Phương Thanh là hát bài giả vờ yêu. Giả vờ yêu. Vậy cho nó lạ. Hát rồi. Không cắt Phương Thanh nha. Ừ. Đừng như con chó chết sống nằm đó. Sống mà không dê chết thành ba đê. Mắc gì ba đê cái chỉ qua tôi. Nó có chảy đâu. Trời đất ơi, bây giờ bước ra đường đi. Con trai ngày càng cạn kiệt, con gái ngày càng hiếm hoi. Chỉ có ba đê là đơm bông kết cả hết đó mấy hàng đó. Bước ra bây giờ con chừng là không kiếm được vợ đó. Sớm nay mấy bà mẹ dạy con hay lắm. Dạy sao? Con yêu con gái làm chi, dính bầu cái nó đi thấy ghê. Thà là con cưới 3D, bầu không sợ dính mà vẫn phê vô cùng. Trời ơi, con gái này. Ôi, con gái này. Con gái này, chỗ đó em lên nó chỉ cả nha.
dễ thương quá. Vui quá anh ơi. Vui quá. Để cho tôi đi tham gia đi được chưa? Nói nghe nè, lên văn show mình hát cái nhạc chế thì ai cho thi? Chứ giờ muốn sao? Anh Đàm Vĩnh Hưng nha, có chương trình hát ở Hưng Lộc Đồng Nai dễ thương lắm. Dạ hả? Vô chọc hát phục vụ đi rồi câu kéo anh lên văn show. Đúng rồi, đúng rồi, tôi thích lắm. Gì chứ phục vụ mấy anh để mấy anh sớm tận dị gia đình. Rồi tôi khoái nó ra lắm. Đúng rồi. Ê, tôi có thằng em nữa. Thằng em nữa hả? Thằng em nó cũng mê đi mấy vụ này lắm. Đâu rồi? Tôi kêu nó vô nha. Kêu vô đi. Em trai ơi, vô đi em trai ơi. Kỳ này ba má ơi, con được đi trại giam rồi. Sao hôm nay còn đông người quá vậy? Trời ơi, quá trời. Trời ơi, ra đâu dữ vậy? Trời, trời, trời ơi. Trời ơi. Cứu tôi, cứu tôi. Ơn như bao lì xì. Trời đất ơi. Lụm lên. Dạ, cảm ơn, dạ, cảm ơn. Dạ, đúng rồi. Bông này, dạ, cảm ơn trai. Bông hãy xây dòng nha. Đó. Có từ trại này nó qua trại khác đó. Chứ không. Làm cho hôm nay xong rồi quát qua trại kia, tao tặng tiếp. Đâu mà dữ vậy mà không thay đổi chứ thay đổi chủ à. Đúng rồi. Và lời tiên phép đi Vũ Long gửi đến tất cả anh chị, tất cả mọi người có mặt trong trưa ngày nay. Lời xin sức khỏe mình chào chân thầu nhất là. Dạ chúc anh mấy chị là một ngày mới có tài có lộc, tiền xu này túi, tiền giấy đầy bao. Đi ăn được khao về nhà được trước, tiền thì còn trước không còn thì có sao. Nói chung là tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày. Lời chúc hai cháu ta thật lớn đúng không ạ? Cảnh ông cặp cầm hụ cứu cái cây. Ê, cực quá em ơi. Bữa nay vô đây chi mà đặt lần cũng vậy? Vô thăm bạn. Thăm bạn đâu? Thăm thằng Trí, cái này cái thằng Trí nào mà Trí. Trí ơi. Ủa sao Trí nhiều vậy? Nhiều Trí lắm. Nhiều Trí quá. Nó nói cực khổ trăm đời mới tới đây được. Đi cực khổ lắm hả? Ờ. Đi từ đâu lắm? Nó nói từ quận nhất, bức trước, quận 2, lai lai, quận 3, lai lai, quận 4, quận 4, quận 5, âm thầm, quận 6, ăn cháo, quận 7. Trời ơi. Lẽ nhảy quận 8, ăn cám, quận 9, đến quýnh, quận 10. Ờ. Mắc cờ 11, ký nhậu tăng bệnh, bệnh tăng bố đang chạy rất bằng cái vú tụ tim. Trời ơi. Được chưa lực cứ vú chạy vô đây luôn. Chưa lực được. Chạy đây liền. Chạy đây liền làm gì? Vô đây làm gì? Vô đây làm gì đây? Vô đây đây hề hề văn nghệ. Hề hề văn nghệ hả? Hề hề văn nghệ luôn. Rồi có gì phục vụ với mấy anh em ở đây không? Ờ, muốn chơi cái gì? Nuốt lửa, bóc đèn nha, lửa lam, nuốt ghế, nuốt nuốt nước suối, nuốt luôn chúng này luôn. Rồi tôi làm được đủ thứ vậy? Ừ. Ai sơ hở là nuốt, sơ hở là nuốt. Giờ muốn làm gì trước nè? Giờ bây giờ là nãy ông kia là thông minh đó. Ông kia là hát quá trời người luôn rồi đó. Ê hề hề. Ê hề. Bây giờ chơi trí tuệ đi. Trí tuệ. Ừ. Vậy trí tuệ làm gì nữa? Trí tuệ mình chơi đố đi. Đố ngoài ý. Đố. Mẹ mới đố của mấy con tôi đuối vậy. Đuối không? Đuối. Đố vui vui không? Vui. Thì vui hơn không? Vui hơn. Đố được coi. Đố một cái câu rất là mới. Mới. Đố cái cá gì hình tròn. Ông nội với con cá chứ ông nội này cũng con cá. Cá gì hình tròn anh nhắc em nhanh. Không biết. Con nhắc. Ý vậy không biết. Ý. Cá gì hình tròn. Con ăn nha. Con cá mập đi. Sai. Cá đuối đi. Sai. Cá ngựa, cái gì cái gì trò là cá nhìn chim. Đúng không ạ? Quá trời, quá trời. Ông nội cũng tào lao. Vậy tôi đố cái đường gì hay đi chùa. Đường gì đi chùa, đường Tây Ninh. Bảy. Đường gì An Giang. Không đúng. À, nhà xa lộ Hà Nội. Sai. Chứ đường gì đi chùa. Đường Tam Tạng đi chùa. Bày đặt tào lao, cái gì trò. À, tiếp. Tiếp gì nữa? Bú gì cho cái bừng. Bú gì cho cái bừng. Bú gì cho cái bừng. Không biết. Sao không đấu vậy? Bú sữa. Cái gì? Bú. Sao? Sao lại đi bú gì cái bừng? Bú cái bừng là bú xí là bừng ba là bừng ba là bừng ba là. Đúng không ạ? Nè chắc tao lấy cái ghế nè. Cầu mày quá trời rồi. Đúng tàu lao không? Tàu lao. Bây giờ hát hò diễn xuất gì phục vụ cho anh em đi. Bây giờ mình sẽ đấu thơ đi. Thơ hoài vậy? Bên kia thơ chưa? Mình đi một mấy câu thơ rồi đó. Vậy là hả? Đấu thử đi. Thử nữa hả? Ok câu đầu tiên nè. Vế đầu tiên, đứa nào vế nha. Đúng rồi. Xuống đây chơi đi, sao lên chẳng bài vậy? Ồ quá, lên diễn giùm em đi nè. Này hai hai anh lên diễn giùm em đi. Sao không dữ quá? Sao mà dữ? Ta vô mà sao ồn quá trời à. Câu đầu tiên, tay cầm nón lá che che. Tay cầm nón lá che che. Ừ. Tưởng ta người mẫu ở nhà ăn xin. Đúng không à? Là em mới đi ra đường á. Ừ. Câu tiếp theo. Đi. Tay cầm laptop cầm kè. Tay cầm laptop cặp cặp kè. Cặp cái
Ừ. Ra tay cầm laptop cặp kè, tưởng đâu giám đốc ai dè hacker. Bị hack đến mấy lần tôi tỏ nè. Thì đó bị sợ quay. Nói nghe bây giờ diễn xuất cho bà con ta coi đi. Diễn xuất. Diễn xuất. Vậy bây giờ diễn là còn người gì, bây giờ còn đâu ok. Lan đẹp. Thôi kỳ quá. Tướng cấp bà thấy được. Hỏi mấy em thích tuần đó mà. Anh thích tuần. Tướng cấp bà thấy được nha. Không. Cái gì từ từ đi. Cái gì là đầu quá. Bà nội chịu ơi, em ngồi dưới quà hết luôn. Được cái mặt thêm bộ đồ nữa. Anh còn thêm bộ đồ cho em bộ. Bà không? Không biết sao cái mặt em phù hợp không khí ở đây lắm. Vậy đó hả? Hát đi mà cổ vũ cho. Dạ, mùa xuân đã về trên các quê hương rồi. Cho nên ngày mai Du Lâm xin tặng quý vị một ca khúc được mang tên Tết Trả Hết. Âm thanh đường vô rồi đi em ơi, em ơi. Âm thanh ơi, âm bình ơi. Cái đó nó coi hề, nó vô không chạy nhạc. Âm bên đói. Ủa mình chạy xô bên kia. Cái gì em bây giờ em phải qua bên kia nữa hả? Đúng rồi mình chạy xô mà. Ừ. Trời bây giờ là em phải qua bên kia phục vụ tiếp rồi mấy anh ơi, em chạy xô mà. Dạ bây giờ em đi nha. Ở lại. Ủa đây, ở đâu có live stream không dòng hàng vậy? Sao bị gì? Ở lại chi? Ở đó ở đây mở live stream bán hàng rồi. Ủa em ở lại chi? Trời ơi, bấm hoài vậy. Cảm ơn anh nha. Dạ, bây giờ phải qua bên kia phục vụ tiếp cho các anh em rồi. Em rất vui khi được phục vụ các anh ở đây. Và chúc cho tất cả mọi người luôn luôn được nhiều sức khỏe và gia đình ở nhà lúc nào cũng bình an. Cảm ơn. Một chào đây.